Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mật dây chuyền nữ sắc sảo. Mật dây chuyền nữ sắc sảo mang trên mình một người phụ nữ thông minh, thành đạt, sẵn sàng đánh bại các cô gái xinh đẹp bằng sức mạnh trí tuệ. Điều khiến bạn trở nên đặc biệt hơn các cô gái khác nằm chính ở chiếc mật dây thạch anh vàng này. Thạch anh vàng là loại đá vô cùng quý hiếm, có giá trị cao. Loại đá này sở hữu màu vàng lấp lánh, thu hút ánh nhìn và được xem là biểu tượng tài lộc và phú quý. Chẳng hề thua kém những loại đá quý khác, mặt dây thạch anh vàng luôn đẹp theo cách riêng của chính nó. Cũng giống như vẻ đẹp thông minh sắc sảo của một người phụ nữ không có gì thể sánh bằng. Người phụ nữ trưởng thành, làm chủ tài chính nên sắm cho mình chiếc mặt dây này để tự tin thể hiện chính mình. Sản phẩm đảm bảo uy tín chất lượng, giao hàng toàn quốc. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.